Hello, chào mừng 500 anh em đã đến với Taka Anime. Anh em biết đấy, trong anime thì có những nhân vật thường không hay khoe sức mạnh thực sự của mình để tránh việc quá nổi bật. Nhưng mà khi hoàn cảnh thực sự cần thiết và khi những trận chiến sinh tử thực sự diễn ra, khi đó họ phải phô diễn hết khả năng của mình. Nào hãy cùng mình đến ngay với video Top 10 anime mà có main chính chỉ thể hiện sức mạnh thực sự của mình trong những trận chiến nhé. Và nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Taka Anime thì hãy để lại một đăng ký kênh ủng hộ bọn mình nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Vị trí số 10, Chain Chronicle Hasetatsu no Hikari, thể loại hành động giả tưởng phiêu lưu shonen phép thuật. Lục địa Idra là nơi con người, yêu tinh, người khổng lồ, rừng rậm và nhiều loài sinh vật thần thoại khác sinh sống, được lãnh đạo bởi Thánh Vương. Lục địa này đã yên bình cho đến một ngày một nhóm bí ẩn tên là Đội Quân Đen xuất hiện và bắt đầu chinh phục vùng đất. Đáp lại thì Vua Thánh và quân đội đã chiến đấu chống lại nó, nhưng mà Holy Capital đã sụp đổ và Holy King đã bị giết bởi Vua Đen bí ẩn. Khi lục địa đang ở trong cái nhìn của sự hủy diệt, hy vọng đã lấp lánh khi mà có một người đàn ông quyết định đánh trả và thành lập quân đội tình nguyện để chống lại Vua Đen và mang lại hòa bình cho Idra. Số 9. Gate, thể loại hành động viễn tưởng phiêu lưu. Có một cánh cổng từ một thế giới khác xuất hiện ở Jinja, Tokyo. Một đội quân lính và quái vật đã xuất hiện tấn công thành phố. Nhờ các loại vũ khí và chiến thuật tiến xa hơn so với bọn họ, lực lượng phòng vệ Nhật Bản gọi tắt là JSDF dễ dàng đánh bại kẻ thù, rồi sau đó chính phủ đã ra lệnh cho họ đi qua cánh cổng và thiết lập một căn cứ quân sự để buộc thế giới bên kia cánh cổng phải đàm phán về hòa bình cho hai phía. Yoji Itami là một sĩ quan JSDF được ra lệnh đi điều tra về thế giới bên kia cánh cổng, một nơi kỳ diệu, nơi mà rồng và yêu tinh có thật, và anh ta có thể sử dụng kiến thức về những câu chuyện fantasy mà mình đọc được để thực hiện theo cách của mình trong thế giới này. Vị trí số 8, Isekai wa Smartphone, thể loại tình cảm hài hước giả tưởng phiêu lưu harem. Touya Mochizuki, 15 tuổi, vô tình bị giết bởi Thượng Đế. Như một lời xin lỗi thì Thượng Đế cho phép anh ta được sống lại, nhưng mà vì ông không thể gửi anh ta về thế giới cũ, nên thay vào đó Thượng Đế đã tái sinh anh ta trong một thế giới phép thuật cùng với một yêu cầu đặc biệt. Touya sử dụng quyền yêu cầu của mình để đem chiếc điện thoại thông minh của mình vào thế giới với anh ta. Vì thế Thượng Đế đã thay đổi chiếc điện thoại của Touya để nó hoạt động trong thế giới mới. Đồng thời Thượng Đế cũng khuếch đại rất nhiều khả năng vật lý, phép thuật và nhận thức của Touya đến một mức nhất định, như một lời xin lỗi thêm cho sự bất tiện khi giết anh ta. Tận dụng tối đa cơ hội thứ hai của mình trong cuộc sống, Touya kết bạn với nhiều người khác nhau, chủ yếu là phụ nữ. Ông bên này biết kết bạn ghê ha. Anh ta bắt đầu đi du lịch từ nước này sang nước khác, giải quyết tranh chấp chính trị, làm nhiệm vụ và thưởng thức cuộc sống chim chuột với mấy cô vợ. Số 7, God Eater, thể loại hành động viễn tưởng fantasy military. Đầu năm 2050, một thực thể sống có tên gọi là tế bào Oracle đã đe dọa đến cuộc sống của các giống loài khác trên trái đất. Tập tính háo đói và tàn bạo của chúng khiến cho người ta phải khiếp sợ. Cuối cùng người ta gọi chúng là Aragami, hoang thần. Phải đối mặt với những kẻ thù miễn dịch với các loại vũ khí thông thường, con người mất đi nhà cửa kéo đến đất nước mất đi thủ đô của mình. Từ đó dẫn đến nạn tuyệt chủng của con người. Thế nhưng nhân loại vẫn còn một tia hy vọng duy nhất, đó chính là God Ark, hay còn gọi là Jinki, thần cơ. Vũ khí này được tạo ra từ tế bào Oracle nên có thể gây sát thương đối với Aragami. Cũng từ đó các lực lượng tinh nhuệ được trang bị Jinki nổi dậy, họ được gọi là God Eater, và cuộc chiến của những God Eater cùng với những vị thần điên cuồng Aragami bắt đầu. Vị trí số 6, Witchcraft Works, thể loại hành động hài hước giả tưởng siêu nhiên phép thuật seinen. Honoka Takamiya là một học sinh trung học dường như bình thường, đang sống một cuộc đời bình thường. Tuy nhiên, vấn đề chính của anh ta trong cuộc sống là ngồi kế bên Kawari Ayaka, một nữ hoàng toàn vẹn với nhan sắc của Ria Sakurai, body như Maria Ozawa và trí thông minh như của Keiko Kitagawa, thần tượng xinh đẹp và là công chúa của trường. Không chỉ vậy, anh ta còn ngồi cạnh cô chăm lớp và tiếp tục nhiệm vụ dọn dẹp lớp học giống như cô. Ngay cả sự tương tác nhỏ nhất giữa họ cũng dẫn đến việc Honoka bị đánh bại bởi fan club của cô. Nhưng một ngày nọ khi mà đang đi vứt rác, một tòa nhà trường học đang bay về phía cậu ta một cách bí ẩn. May mắn thay, một vụ phù thủy vùng lên giải cứu và tránh khỏi cuộc tấn công. Và sẽ chẳng có gì xảy ra nếu như anh ta không được cứu bởi cô nàng Ayaka trong lúc khoác bộ áo phù thủy, cưỡi trổi với câu nói bất hủ: "Em sẽ bảo vệ anh vì anh là công chúa của em."
Trời ơi, cái lẽ thường tình trong mấy bộ anime shonen đều hết rồi. Ông tác giả trả lời tôi đi. Vị trí số 5, Chou Yusekai, Being the Reality, thể loại tình cảm hành động giả tưởng phiêu lưu trò chơi. Trong một thế giới nơi mà những sinh vật bí ẩn được gọi là thảm họa liên tục đe dọa đến nền hòa bình thế giới, một đơn vị quân đội đặc biệt có tên là Saber được thành lập để chống lại thảm họa. Các tập đoàn tư nhân và tổ chức tự vệ độc lập Blade cũng thành lập và tiến lên kẻ thù. Noi là một học sinh trung học nhiều năm tham gia Saber và chiến đấu với thảm họa. Sau khi một cô gái bí ẩn tên là Motis chuyển vào lớp của anh ta, cuộc sống bình thường của anh ta đã hoàn toàn thay đổi. Vị trí số 4, Hitori no Shita, The Outcast, thể loại hành động siêu nhiên siêu năng lực. Chou Soran là một sinh viên đại học bình thường cho đến khi anh ta bị cuốn vào một sự cố khủng khiếp ở một ngôi làng nhỏ khi đến thăm mộ của ông nội. Trong khi đi qua nghĩa địa để thăm ông nội đã mất, Soran bị thây ma tấn công cho đến khi một cô gái bí ẩn cầm dao xuất hiện và dẫn anh ta đến một cuộc đối đầu với thây ma. Sau khi chiến đấu thành công với thây ma và tiếp tục gặp gỡ với cô gái cầm dao tên là Fuhoho, cuộc sống của Soran bắt đầu thay đổi khi mà anh ta biết rằng kỹ thuật võ thuật của ông nội được biết đến với cái tên Kitaigen là một kỹ thuật được tìm kiếm bởi nhiều nhóm võ thuật và động cơ bí ẩn. Câu chuyện kể về nỗ lực của Soran để tìm hiểu lịch sử thực sự của ông nội và mối liên hệ được cho là của ông với Fuhoho. Vị trí số 3, Black Bullet, thể loại hành động viễn tưởng Mystery Seinen. Vào năm 2021, nhân loại bị tàn phá bởi dịch Gastria, một loại virus ký sinh và bị buộc phải sống trong những bức tường monolith được tạo ra từ Varanium, một loại kim loại có thể khuất phục Gastria. Trong mấy chốc, những đứa trẻ được sinh ra với virus Gastria và kết quả có được khả năng siêu phàm, được phát hiện và mệnh danh là những đứa trẻ bị nguyền rủa. Do sự can thiệp của virus Gastria, trẻ em bị nguyền rủa chỉ có thể là nữ. Một tổ chức được thành lập để chuyên chiến đấu với Gastia, hoạt động với cặp Initiator, những đứa trẻ bị nguyền rủa, và một Promoter, phục vụ để dẫn dắt những đứa trẻ bị nguyền rủa. Thế giới lầm than, quốc gia loạn lạc. Giữa lúc nước sôi lửa bỏng ấy, có một đấng cứu thế, thằng ngốc với cái tên là Rentaro, với cộng sự của mình, cô bé Angel Loli, sẽ xuất hiện với những khả năng bí ẩn, hứa hẹn sẽ giúp loài người chống chọi lại với thứ virus nguy hiểm ấy. Vị trí số 2, Hataraku Mausama, Ma Vương Đi Làm, thể loại tình cảm hài hước giả tưởng shonen ác quỷ. Các demon lord Santa tìm cách chinh phục thế giới của Ente Isla với sự giúp đỡ của tướng quỷ của mình, Aziel, Lucifer, Malakuda và Adramelech. Sau khi phải đối mặt với vị dũng sĩ Emilia và những người bạn đồng hành của cô, sau khi họ giết Malakuda và Adramelech, Santa và ACL thoát khỏi thế giới Ente Isla thông qua một cánh cổng đến Tokyo hiện đại, Nhật Bản. Tuy nhiên, do thiếu phép thuật trong thế giới đương đại hiện đại, cả Santa và ACL đều biến thành hình dạng con người. Để sống sót thì Santa có một công việc bán thời gian trong một cửa hàng thức ăn nhanh có tên là McDonald's, trong khi ACL làm người giúp việc. Câu chuyện kể về cuộc sống tàn tạ, làm việc 24/7 của lão quỷ vương gian ác và thuộc hạ của hắn sau khi bị các dũng sĩ đá đít sang một thế giới khác, trái đất. Ừ thì nghe đến đây thôi là đã muốn hết coi chứ gì. Ơ mà còn nữa. Được sống một cuộc sống ăn mày yên bình thì không nói gì, nhưng mà cái lũ từ bên ngoài thế giới cũ cứ lần lượt đến phá trái đất. Thế là biệt đội quỷ vương Oshin của quỷ vương Tsundere dũng sĩ phải ngăn chúng lại. Vị trí số 1, Quan Ji Gao Show, tuần chức cao thủ, thể loại hành động adventure comedy game. The Avatar kể về câu chuyện của Diệp Thu, một người chơi eSports chuyên nghiệp sống ở Hàng Châu, Trung Quốc, được coi là người chơi giỏi nhất của trò chơi Video Glory. Diệp Thu là đội trưởng của đội eSports, kỷ nguyên tuyệt vời, nắm giữ tài khoản của Battle God, One Autumn Leaf, trước khi bị buộc rời khỏi đội. Từ bỏ một trong những tài khoản mạnh nhất trong trò chơi và rời đi do không sẵn lòng tham gia bất kỳ một hoạt động tiếp thị nào để thu lợi nhuận cho đội. Diệp Thu tìm được một công việc mới tại quán Happy Internet Cafe, nơi anh gặp Chen Guo, chủ quán cà phê và tình cờ là một fan hâm mộ lớn của anh, đội cũ của anh ấy và nhân vật One Autumn Leaf.
Trong khi chờ đợi trở lại đấu trường cạnh tranh, Diệp Thu tiếp tục chơi trò chơi với kinh nghiệm về game trong 10 năm, mang theo những hồi ức năm nào cùng món vũ khí tự chế vẫn chưa hoàn thành. Anh lại bắt đầu quay về con đường đỉnh cao ấy và tìm những đồng đội mới rất tài năng cho biệt đội Happy được đặt theo tên quán cà phê. Trên đây là top 10 anime có main chính chỉ thể hiện sức mạnh thực sự của mình trong những trận chiến mà mình muốn gửi đến cho các bạn. Và video đây cũng là hết mất rồi. Nếu mình đã vô tình bỏ qua cái tên nào thì các bạn hãy để lại bình luận cho Taka Anime biết nhé. Thêm vào đấy nữa thì nếu thấy hay đừng quên like, share video này với bạn bè và nhớ subscribe kênh Taka Anime ngay lập tức để đón xem những video mới nhất của mình. Chân thành cảm ơn các bạn. Bye bye!